chọn lựa từ 161 tác phẩm văn học của các tác giả trên khắp cả nước gửi về. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng văn học và giải nhà văn nữ ấn tượng năm 2022. Trong số 161 tác phẩm gửi về tham dự, văn xuôi chiếm 50 tác phẩm, thơ 61 tác phẩm, lý luận phê bình 14 công trình, văn học dịch 19 tác phẩm và văn học thiếu nhi 17 tác phẩm. Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao giải thưởng văn học năm 2022 cho 5 tác phẩm gồm tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương của Lý Lan, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực văn xuôi. Tập thơ Ngàn bài thơ khác của Trần Lê Khánh, nhà xuất bản Hội Nhà văn và tập thơ Bóng của ý nghĩ của Nguyễn Bảo Trân, nhà xuất bản Thế giới, lĩnh vực thơ. Tiểu thuyết Hiệp sĩ Thánh chiến do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng dịch từ tác phẩm của tác giả Ba Lan, Henrik Senkiewicz, nhà xuất bản Văn học, lĩnh vực văn học dịch. Tập truyện dài Thung lũng đồng vang của Trung Sĩ, nhà xuất bản Trẻ, lĩnh vực văn học thiếu nhi. Tất cả những tác phẩm được giải lần này thì đều rất là xứng đáng. Văn học thì suy cùng phải hướng đến cái chân, cái thiện, cái mỹ và làm cho con người ta biết yêu thêm cuộc sống, biết hướng về những cái giá trị rất là nhân bản, nhân văn. Đấy. Và cũng không quên gắn với cái lịch sử văn hóa của mỗi dân tộc. Thì tôi cho rằng là mỗi tác giả có một cái con đường đi riêng, một cái cách tiếp cận riêng. Chúng ta cũng tin tưởng vào những cái lớp nhà văn kế cận. Tôi rất xúc động khi mà đứng trong căn phòng này của Hội Nhà văn và được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Thì tôi nghĩ tôi xúc động tại vì đây là giải thưởng rất là danh giá trong cuộc đời làm thi ca đó. Khi viết thơ xuống đó, thì mình viết cho chính mình viết, mình tìm cái đẹp của cuộc sống. Tại buổi lễ, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải nhà văn nữ ấn tượng năm 2022 cho nhà văn Nguyễn Bích Lan, Hà Nội và nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa ở Ninh Thuận. Hai nhà văn nữ đều có chung hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, nỗ lực tự học, vươn lên trong nghịch cảnh và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Việc xét và trao giải thưởng năm 2022 là lựa chọn hoa trái tiêu biểu cho một mùa trên nền tảng mặt bằng sáng tác của năm.